Tôi niệm danh hiệu của Bồ Tát Quán Âm. Tôi đã làm điều đó trong nhiều năm và tôi nhận ra rằng nó chỉ càng trở nên mạnh mẽ hơn khi bạn càng làm điều đó. Tôi đã học được rằng rất nhiều lần khi tôi nghĩ rằng tôi đang làm việc hiệu quả với tâm trí của mình bằng những gì tôi thực sự đang làm, băn khoăn, lo lắng, hối hận, sợ hãi, nhẩm lại những kế hoạch không cần thiết. Nói cách khác, tôi đã sử dụng sức mạnh tâm trí rất giá trị trong trí não của mình để làm nhiều việc mà nó không cần phải làm và nó thực sự cần được nghỉ ngơi. Và sự nghỉ ngơi đó được thực hiện bằng cách dành thời gian niệm danh hiệu Quán Thế Âm. Và bây giờ tôi đã làm được điều đó rất nhiều năm. Tôi nhận ra rằng bất cứ khi nào tôi có một phút, hoặc khi tôi đang lái xe, hoặc tôi đang ngồi trên ghế nhà sĩ, đó là thời điểm đặc biệt tốt để làm điều đó. Nhưng nó cứ tự nhiên bắt đầu, nó cứ xảy ra như thế và như thế. Điều tôi làm và những gì tôi thấy, đó là một suối nguồn tuyệt vời của sự bình yên và sự cân bằng, viễn cảnh và sự kiên nhẫn. Và tôi đoán sự kiên nhẫn giống như một vòng tròn, bởi vì nó cần sự kiên nhẫn để làm điều đó. Nhưng khi bạn làm điều đó, bạn sẽ trở nên kiên nhẫn hơn. Tôi đã kể câu chuyện này trong Phật Đường. Và một đêm khi tôi nói chuyện, tôi sẽ nói rằng đây chỉ là một trải nghiệm mà tôi có khi tôi còn là một người Dominica và tôi đang điều hành một chương trình đào tạo giáo viên. Đôi khi tôi có các giáo viên là sinh viên học không tốt ở trường và đôi khi điều đó thật tồi tệ đến mức chúng tôi phải nêu những điều mà chúng tôi sắp phải nói với họ. Cơ bản là họ không thể tiếp tục chương trình vì họ sẽ không trở thành giáo viên. Điều đó rõ ràng là một cuộc trò chuyện khó khăn. Một trong những người giám sát của tôi đã gọi điện để nói với tôi về một sinh viên mà chúng tôi đã lo lắng về việc cậu ấy đang dạy ở khu trung tâm, nằm ở phía bên kia của hạt lách. Giáo viên giám sát của anh ấy trong trường đã đến đây, cô ấy nói, tôi không thể, anh ấy sẽ phải đi, nó không hiệu quả. Và vì vậy, người giám sát muốn tôi đến và quan sát sinh viên này. Tôi biết rằng cuộc trò chuyện sẽ khó khăn vì có thể anh ấy là như vậy thật. Chúng tôi sẽ phải nói chuyện với anh ấy rằng anh ấy không thể tiếp tục. Rõ ràng rằng tôi biết tôi có 1.5 tiếng đồng hồ lái xe để đến Kelseyville và đến Middletown. Theo thói quen của tôi sẽ là nhẩm lại trong đầu tất cả những điều tôi sẽ nói với người này rằng cuộc họp sẽ diễn ra tốt đẹp như thế nào nếu anh ấy nói điều này. Nếu giáo viên nói điều này, và tôi sẽ nói điều này. Và tôi nhận ra rằng, thôi được, tôi đã nói, xem đã nào nó không hiệu quả. Vì vậy, tôi tự đặt cho mình nhiệm vụ, chỉ niệm Quán Thế Âm, suốt quãng đường ra khỏi đó. Và vì vậy, tôi đã bắt đầu, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Và sau đó bạn biết đấy, ý nghĩ sẽ xuất hiện, nếu như anh ấy không như vậy. Nhưng rồi bạn có thể cảm thấy bùng thắt lại, khi bạn gặp phải một tình huống khó khăn. Bạn cảm thấy đau bụng và tôi sẽ chỉ nói không, tôi sẽ không đến đó và tôi đã xoay sở để trở nên khá tập trung trong suốt chặng đường đến Middletown. Và hóa ra là khi chúng tôi ngồi xuống với giáo viên, chúng tôi có học sinh và cuộc họp, họ đã có thể thỏa hiệp để đưa ra một số đề xuất và mọi thứ đều ổn thỏa. Khi tôi kể câu chuyện này, tôi nói rằng tôi không muốn mọi người bỏ qua điều này. Tôi nghĩ rằng Bồ Tát Quán Âm còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm là giáng trần và giải cứu tình huống này. Đó không phải là điều đã xảy ra. Điều thực sự đã xảy ra là tôi đã có thể thông qua thực hành của tôi tự đặt mình vào một tình huống mà tôi không tạo ra sự sợ hãi, tức giận, thất vọng. Bạn đặt tên cho tất cả những điều tiêu cực mà chúng ta có xu hướng có thể tự mang đến. Và thay vào đó, tôi đã ở một nơi mà tôi có thể sắp xếp một không gian để mọi người đến với nhau và nói về tình huống và nó hiệu quả. Tôi có thể dễ dàng không đi theo cách đó, nhưng trong trường hợp đó thì nó đã xảy ra. Và đó chỉ là một bài học thực sự tốt đối với tôi, rằng một lần nữa, như tôi đã nói ở phần đầu về điều này, nó hiệu quả. Công cụ thực hành Phật giáo này thực sự hiệu quả. Và để kết nối, sư phụ từng nói rằng Bồ Tát Quán Âm hoặc tất cả các vị Bồ Tát, họ luôn ở ngoài kia, họ luôn ban pháp, nhưng chúng ta phải theo dõi.
bởi vì không quan trọng bằng cách nào liệu họ có đang ban phát hay không, và bạn đang bận rộn tập dượt, hối hận buộc tội, làm những điều xấu, lên kế hoạch của mình sẽ chiếm lấy thế giới bằng cách nào. Bạn không thể, bạn không ở trên tần số của họ. Và tôi thực sự thấy rằng điều đó đúng trong cuộc sống của mình, rằng năng lượng cơ bản của vũ trụ là tốt và tràn đầy ánh sáng. Đó chỉ là vấn đề chính bản thân bạn, mở lòng với điều đó và rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Khi quý vị niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, khi quý vị niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì Bồ Tát Quán Thế Âm cũng niệm đến quý vị, cả hai bên đều hỗ tương niệm nhau. Điều này cũng giống như khi quý vị nghĩ tưởng đến người thân của mình, họ cũng nghĩ tưởng đến quý vị. Tất cả chúng ta và Bồ Tát Quán Thế Âm đã cùng nhau trải qua vô số kiếp cho đến nay, là thân quyến Pháp, là thân quyến trong Phật Pháp. Vì thế khi chúng ta nhớ nghĩ đến người thân của mình, anh em ruột thịt, anh em của chúng ta, bất cứ anh đi đâu, anh đều luôn nhớ nghĩ về em trai mình. Chúng ta chính là em trai của Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Âm chính là anh của chúng ta. Tại sao nói Bồ Tát Quán Thế Âm lại là anh của chúng ta? Nghĩ như vậy chẳng phải là chúng ta quá đáng chăng? Không quá đáng đâu. Chẳng những Bồ Tát Quán Thế Âm xem chúng ta như em trai, Ngài còn xem tất cả chúng sanh như em trai của Ngài. Nếu không thế, thì tại sao Ngài lại tầm thân cứu khổ? Tại sao Ngài muốn giúp đỡ tất cả chúng sanh khi họ gặp khó khăn, hoạn nạn? Ngài xem tất cả chúng sanh như anh em ruột thịt của Ngài, là xương thịt của Ngài. Đó là lý do tại sao Ngài lại như thế. Ngài không ngại mọi khó khăn gian khổ để đến cứu độ chúng ta. Những chúng sanh đang đau khổ trong thế giới ta bà này, hễ chúng ta kêu lên một tiếng Quán Thế Âm Bồ Tát, bên trong cái tên đó chính là bao hàm gọi anh ơi. Bồ Tát Quán Thế Âm đáp lại bằng cách cũng gọi chúng ta là vị Bồ Tát tương lai, là vị Phật tương lai hiện là em trai Ngài. Nếu quý vị có thể nhìn theo cách này, thì khi quý vị niệm Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ càng thành tâm hơn, càng gần gũi với Ngài hơn. Niệm đến mức chính chúng ta giống như anh em của nhau. Quý vị còn biết rằng, khi quý vị nhìn vào Bồ Tát Quán Thế Âm nhìn, hai cách nhìn khác nhau. Bồ Tát Quán Thế Âm nhìn vào bên trong, còn quý vị nhìn ra bên ngoài. Bồ Tát Quán Thế Âm nhìn tự tánh của Ngài. Tự tánh của Ngài và của mỗi chúng sanh đều có một làn sóng điện, đều có màn radar. Khi Ngài quán chiếu những làn sóng radar của Ngài, Ngài đều biết tâm tánh các loài chúng sanh khác nhau. Chúng sanh có vọng tưởng gì, Ngài đều biết. Ngài nhìn vào bên trong, quan sát những làn sóng, không giống cách nhìn của quý vị, bởi vì chúng sanh cách xa Ngài quá. Tuy rằng Ngài có ngàn tay ngàn mắt, cũng không đủ để nhìn thấy vô lượng vô biên chúng sanh, không đủ để nhìn thấy tất cả được. Do đó Ngài mới hồi quang phản chiếu, quay tánh nghe vào nghe tự tánh, quan sát tự tánh của chính mình, những chúng sanh bên trong của tự tánh, xem ai là kẻ đang chịu khổ gì, rồi Ngài đi cứu độ chúng sanh ấy. Quý vị xem, quý vị thì nhìn ra bên ngoài, quên bản trí huệ vốn có của mình. Do đó cái nhìn của quý vị và cái nhìn của Ngài không giống nhau. Vì vậy mọi người đừng nên quên các anh em pháp quyến của chính mình. Một khi chúng ta niệm nhớ nghĩ Quán Thế Âm Bồ Tát, thì Bồ Tát Quán Thế Âm cũng niệm nhớ nghĩ đến chúng ta.